Hello, em chào tất cả anh chị em buổi sáng ngày mùng 7 tháng 3. Sáng hôm nay em xin phép lên một lô mũ bê-rê, tại vì hôm rồi lâu lắm rồi phải không anh em? Chắc là từ thời mà em bán mũ cho anh em giờ. Vì bữa nay anh em hỏi rất nhiều nhưng mà lâu giờ không lấy. Bữa nay lấy về phục vụ anh em nhé. Anh em nào ưng cái nào thì chốt giùm em vòng đầu và màu thì em sẽ lấy cho. Hai cái này là màu ô liu, màu cổ của Thủy quân lục chiến. Rồi cái này là biệt đồng quân. Biệt đồng quân và cái này là thiết giáp. Thì ai phù hợp với cái nào thì chốt. Và vòng đầu của nó là 58. Chỉ có 58 và 57. Còn ai 56 và 55 vẫn đổi được bình thường. Nhưng có cái dây này này. Cái dây này thì em xin hướng dẫn là anh em rút dây này lại này. 56, 55 anh em cứ việc rút. Rút đây. Nó luôn, mình cứ luôn cho nó đều á, là nó sẽ đôn lại. Và cái phần này mà ai mà chật quá thì phải giãn ra. Vì cái này nó, cái này là báo cáo là mũ của lính Anh, không phải của lính Mỹ nha. Thì cái phần này là lớp da xịn á. Cái này mà da đều thì nó sẽ lốc, nhưng mà da xịn khi mà nó muốn may một cái mũ nồi này, nó phải làm cái khuôn và nó co rút lại. Thì nó mới siết chặt được cái vành này. Và anh em muốn cho nó rộng ra thì phải dùng một cái vật gì đó. Em dùng cái đầu gối của mình nhá. Anh em đưa vào đây, anh em kéo giãn thiệt mạnh, kéo căng ra và da kéo như vậy. Kéo cứ đè trên một cái vật gì, nhất là đầu gối dễ hơn. Anh em miết và kéo căng. Kéo căng thì nó sẽ giãn ra một lần 1 phân 2 phân. Đấy là anh em muốn chật rộng và chật là hai phương pháp đó anh em. Và cách đây 10 năm rồi em cũng làm như vậy. Hàng thiệt, hàng xịn nó khác. Kể cả cái lông, cái lá, cái chất liệu của nó khác. Tuy là màu nó giống nhau nhưng mà nó khác anh em. Còn ở trong thì cho anh em dòm này. Đấy, nó là của lính Anh, không phải của lính Mỹ. Em bán 300 ngàn một cái. Anh em nào hồi trước là 250, nhưng mà thời đó thì giá cả nó rẻ hơn bây giờ. Bây giờ nó không có giống như trước kia nữa. Bây giờ cái này là vòng đầu số 7, 57. Vòng đầu 57 này. Anh em đổi thì đầu tiên mình cho cái này nó thẳng với con mắt mình. Em cũng hướng dẫn luôn nhá. Đây, anh em nhìn thẳng này. Cho tụt xuống. Đấy. Tụt xuống. Thẳng rồi. Lúc đấy anh em bẻ nguyên cái đít này này. Bẻ cho nó siết. Nó có cái độ siết của cái phần này. Tức là cái phần này nó chặt góc xuống này. Đấy. Thấy không? Cái thằng này thì nó ôm ngang. Và thằng này chặt góc. Không? Em nhìn thấy không? Chứ đừng có đổi như thế này nhá. Giống cái nồi đổi trên cái đông. Đấy. Đúng kiểu của nó như vậy. Ba lô đổi lệch. Rồi. Ai ưng chốt giùm em con này giá 300 nghìn mà 45. 45 nha anh em. Còn cái con màu rêu. Màu này cực kỳ hiếm có luôn nhá. Cực kỳ hiếm có. 300 nghìn mà 43. Con này vòng đầu. Ai thích vòng đầu gì cứ báo em nha. Mã số 7 vòng đầu 57 em có. Em báo cáo là em có hai size 57 và 58. Thì anh em muốn xuống size thì rút dây, và lên size thì kéo như em đã nói. Thì anh em cứ lên size đọc em sẽ chốt cho. Rồi con này size 7 vòng đầu 57 mã 43. Đúng như hồi nãy em đã nói nha. Thẳng xuống này. Đấy, thẳng xuống mắt này. Rồi xong. Cầm ở chỗ này. Bẻ nó xuống. Bẻ nó xuống. Chật góc không? Yeah. Chật góc nha. Rồi, hơi sâu. Con này hơi rộng. Đầu em có 56 à, cái này 57. Rồi, chốt cho em con này giá là 43 300 nghìn. 43 300 nghìn. Còn cái thằng biệt động quân này 42 300 nghìn. 42 300 nghìn.
con này cũng 57 luôn. Thì chắc lẽ không cần đổi nữa đâu không ạ? Thì em đổi con cuối cùng này. Nó đầu em nó hơi rộng á. Hơi rộng. Rồi, bẻ từ đây. Bẻ từ đây xuống. Đúng một cái nồi không? Đúng một cái bánh bao không? Cái mũ này gọi là mũ nồi đó. Mũ này còn gọi là mũ nồi á. Nhớ giùm em thẳng con mắt nha. Rồi, chốt giùm em con này mã 42 và con này mã 40, mã số 8 vòng đầu 58 này. 58 về anh em lên 59 60 được 300.000 mã 40. Con này mã số 8 luôn, vòng đầu 58, 300.000 mã 49. Mới chưa có sử dụng anh em. 300.000 mã 58. Con này vòng đầu 58. Mã 58. Con này 300.000 mã 56. Vòng đầu của nó là vòng đầu bao nhiêu? Con này hồi nãy em rút mất chút rồi. Đâu rồi, vòng đầu 57 ạ. Hồi nãy em rút mất chút, rút thử 56 nha anh em. Tiếp con nữa, thiết giáp rất là đẹp. Nói chung là mỗi con mỗi màu rất là đẹp, nhất là anh em miền Nam rất thích cái này nhá. Con này mã số 7, vòng đầu 57, 300.000 mã 41, đẹp. Con này là vòng đầu thủy quân lục chiến, vòng đầu của nó là 58, 300.000 mã 53, 300.000 mã 53. Con này mã số 6 à? À, có con mã số 6 này. Số 6 là vòng đầu 56, khỏi cần rút nha. 55 mã 55 300.000. Mã 55 300.000. Con này mã số 8 thiết giáp. Mã 58, số 8 là 58, số 7 là 57. Rồi 300.000 mã 57. Màu cổ úa. Mã số 8 vòng đầu 58. 4 mã 48 300.000, đồng giá 300.000 hết nha, khỏi đọc giá tiền nha. Con này số 8 vòng đầu 58 mã 47. Con này số 8 luôn, vòng đầu 58 mã 52. Mã 44. Mã 44. Mã vòng đầu 57, mã 44 vòng đầu 57. Con này mã số 8, vòng đầu 58 mã 51. Báo cáo anh em màu cổ úa đi, rất là đẹp nhá. Con này không thể nói có cái màu nhảy dù á. Màu nhảy dù là màu đỏ như thế này này. Em không dám lấy bởi vì nói cái đó thì đàn ông mình chơi màu đỏ đô này là thấy là phê rồi phải không? Màu biệt đồng quân là màu đỏ đô, còn màu nhảy dù là màu đỏ tươi này này. Mày không dám lấy, sợ về anh em chơi màu này không thì thấy sợ thôi. Thôi không dám lấy cho nó chắc. Rồi con này mã số 8 vòng đầu 58. Mã 50. Quên đi. Con này là vòng đầu 57. Mã 56. Có mấy con thôi à? 58 nha, vòng đầu 58 mã 54. Hết này. Con này vòng đầu 58 mã 46. Hết, bắt đầu em lên mấy cái mũ nha. Em có một cái mũ của Thủy Điển. Đẹp tuyệt vời không mặt trời không? Có một cái mũ Thủy Điển. Con này phải đo vòng đầu cái mũ của nó không giống với mũ kia. Vòng đầu này chắc đại bự luôn anh em. Vòng đầu này là phải là thuộc lại thuộc phải sáu mấy rồi. To như cái xuồng. Anh em chờ em chút nha. Cái mai này nó không có gãy được nhá. Mai này bóp mềm mại luôn. Con này là vòng đầu 62. 62. Trời ơi.
nó to, nó thừa đầu thừa đuôi, nguyên cái nắm đấm này chui lọt vào luôn. Cái này đổi vào thì cái đầu nó dài dài nha, chất vải kaki cũng đẹp, đẹp lắm thôi. Chốt giùm em 250 mã 60. 250 mã 60. Cái mũ này của lính Mỹ 8 cạnh. Vòng đầu 7 1/4, vòng đầu 58. 57 và 58, chốt giùm em con này. 300.000 mã 65, con này còn 93-94% đẹp. Tiếp một con này là chất vải kaki multicam này. Con này sau được có một lớp thôi nhá, của hãng Pupper. Một lớp nha anh em, con này của Mỹ đó, small. Nhưng mà có một lớp thôi nha. Small là vòng đầu 55, 54 và 55. Đúng ra là small là phải dành cho 55 và 56, nhưng mà em nghĩ 54, 55 cho nó thoải mái nha. Rồi chốt giùm em con này là 300 mã 64. Nói chung là tạm được. Tiếp một con ACU 7 1/2, vòng đầu 60. Hàng của lính Mỹ, ở trong này có cái túi luôn này. Túi đầu này đó. 60 mới và đẹp nha. Chốt giùm em 200.000 mã 62. Tiếp một cái mũ mùa đông của lính Mỹ. Con này 7 1/4, vòng đầu 58. Ở ngoài chỗ này là nó dính cái mấy cái này gỡ ra nha. Đây là miếng dán chứ không phải là dơ đâu. Rồi 93-94%, 500.000 mã 63, vòng đầu 54 nha anh em, 54. Tiếp một con ASIU vải caro đều và đẹp mới luôn này. Nhưng mà ở đây nó bị hơi bị niềng niềng, như kiểu là nó ép kíp nó cong, như không sao, nắn phát là xong. 200.000 mã 61, vòng đầu 56. Tức là con này chỉ được 55. Con này vòng đầu 55 mới vừa. Em vòng đầu 56 này. Bóp, báo cáo anh em. Này nó mới quá cho nên nó không ấy được. 55 cho em, 56 tuyệt đối không chốt. Chốt 55. 200.000 mã 61. 200.000 mã 61 nha. Tiếp một con rần ri mùa đông. Rần ri mùa đông. Hai mùa, mùa nào cũng chơi được hết. Tem rất là mới, 7 1/4, vòng đầu 58. Vòng đầu 58. Đẹp. Quá đẹp. 300.000 mã 58. Con này quá đẹp mà bán có 300.000 này. Quá đẹp luôn. Em thấy nghi nghi á. Anh em chờ em chút. Con này là 59 rồi. Con này vòng đầu 58. 58. 58 nha. Cái mai này là nó mềm không có gãy nha. Mềm nó không có gãy nha. 300.000 mã 58. Con ASIU mới keo này. Có tem cấp phát rồi, size 7, vòng đầu 55. 55 mới keo nha. Ai ưng chốt giùm em 250 mã 59 mai dày. Hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em và anh chị em. Tối nay 7 giờ ta tiếp tục nha anh em. Anh em chịu khó theo dõi like, rồi ưng cái nào thì mình gọi điện qua số điện thoại này này. Qua cái số này, rồi giờ like của em thì là cũng ghi trong màn hình luôn. Anh em có thiện chí mua hàng mới mua lần đầu thì em xin cọc 50.000 một cái thẻ cào. Thẻ cào mà anh em hay cào ra để nạp vào điện thoại á. Rồi 250 cọc 50 thì em trừ thẳng vào luôn, còn 200 cộng ship. Còn anh em mà chuyển khoản á thì cái đồ anh em mua phải từ 300 trở lên chuyển khoản em mới bao ship. Còn mà chuyển khoản mà dưới mới có 250 thì em không có đủ bao ship nữa. Bây giờ 250 rồi còn bao ship nữa, mất mấy chục ngàn nữa thì cái áo, cái mũ bán này còn có mấy, anh em nghĩ còn bao nhiêu, là không có lời nữa. Cho nên là phải từ 300 trở lên em mới bao ship được. Cho xem hàng nha anh em, mở hàng cho xem hàng.
đúng hàng như đằng quảng cáo là đúng tội đúng người là trả tiền vậy thôi. Rồi em cảm ơn và bye, chúc mọi người buổi trưa an lành nhé.